Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 95. Chuyện vua Đại Thiện Kiến. Tiền thân Maha Sudarsana. Các hành là vô thường. Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc niết bàn vô dư y, bậc đạo sư đã kể về lời nói của trưởng lão Ananda. Thế Tôn chế nhập niết bàn tại thành phố nhỏ tồi tàn này. Khi Như Lai trú ở Kỳ Viên, ngài suy nghĩ, trưởng lão Xá Lợi Phất sanh ở làng Nalaka, đắc niết bàn vô dư y ở Varaka, vào đêm rằm Katika, còn Đại Mục Kiền Liên mệnh chung cũng vào tháng Katika, trong phần trăng tối. Như vậy, hai đệ tử đầu tay đã đắc niết bàn vô dư y, ta sẽ đắc niết bàn vô dư y ở Kusinara. Rồi bậc đạo sư tiếp tục bộ hành đi đến đấy và nằm không dậy nữa trên chiếc giường, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây sa la. Rồi trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ diệt độ tại thành phố nhỏ tồi tàn này, tại thành phố nhỏ Quang Du này, tại thành phố nhỏ ngoại ô này. Thế Tôn hãy diệt độ tại một trong những thành phố lớn như Dương Xá, vân vân. Bậc đạo sư nói: Này Ananda, chớ nói đây là một thành phố nhỏ tồi tàn, thành phố nhỏ Quang Du, thành phố nhỏ ngoại ô. Hồi xưa, trong thời vua Chuyển Luân Thiện Kiến, ta đã sống trong thành phố này. Lúc ấy, thành phố này là một đô thị vĩ đại, được bao bọc với những bức thành bằng châu báu dài đến 12 dặm. Nói về xong, theo lời yêu cầu của trưởng lão, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Lúc ấy, hoàng hậu Suhada Thiện Tường thấy vua Đại Thiện Kiến từ lâu đài chánh pháp Dhamma đi xuống không xa bao nhiêu, rồi nằm về phía hông bên trái trên long sàng được sửa soạn sẵn cho ngài tại rừng Sala làm bằng bãi báo. Từ đó ngài không dậy nữa. Thế vậy bà nói: Thưa thiên tử, 84 thành phố đứng đầu là kinh đô Kusavati thuộc quyền của đại dương, hãy hướng ý muốn về chúng. Nghe vậy, vua Đại Thiện Kiến nói với hoàng hậu: Hoàng hậu chớ nói vậy, hoàng hậu nên khuyến khích ta, hãy hướng tâm đến chỗ này, chớ mong chờ các chỗ khác. Hoàng hậu hỏi: Vì sao? Vua đáp: Hôm nay ta sẽ băng hà. Hoàng hậu khóc. Sau khi lau nước mắt, bà nói lên một cách khó khăn mệt nhọc như lời vua khuyên bảo. Rồi bà khóc lóc than. 84.000 nữ nhân còn lại cũng đều khóc than theo bà. Các đại thần cũng không thể chịu đựng nổi, tất cả đều khóc ròng. Vua nói: Chớ làm ồn. Sau khi ngăn chặn mọi người, ngài nói với hoàng hậu: Hoàng hậu chớ khóc chớ than, vì nhỏ cho đến hột mè không có hành nào là thường còn, tất cả là vô thường, chịu sự biến hoại. Nói vậy xong, để khuyến giáo hoàng hậu, ngài đọc bài kệ này: Các hành là vô thường, bản tánh chúng sanh diệt, chúng sanh rồi chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Như vậy, vua Đại Thiện Kiến lấy đại niết bàn bất tử là đỉnh thuyết pháp cao nhất, rồi khuyến giáo đại chúng còn lại hãy bố thí, trì giới và hành trì trai giới. Khuyến giáo xong, cuối cùng ngài tái sanh ở thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Suhada là mẹ La Hầu La, hoàng tử là La Hầu La, hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật, và vua Đại Thiện Kiến là ta vậy. Ha ha ha,